Hello tất cả các chị em, hôm nay thì nhà shop ra lò ba loại tinh dầu đây. Tinh dầu của nhà shop thì giá là 25ml 101.000. Người ta sẽ nghi ngờ về chất lượng tại vì giá của tinh dầu trên thị trường là 10ml thì sẽ là dao động từ 70 cho đến 100.000, mà trong khi bên nhà shop con bán là 250ml, 25ml mà chỉ có 101.000. Vậy thì có pha với cái dung môi gì không? Thì bên nhà shop con cam kết là mình không có pha thêm bất cứ dầu nền hay là dung môi gì cả. Nguyên chất riêng đến từng giọt luôn nha mọi người. Đây là tinh dầu quế. Được làm từ vỏ quế, nó thơm nhẹ nhàng chứ không có phải là thơm đậm đâu. Mình không có pha thêm gì hết, nó rất là thơm nhẹ nhàng nhưng mà mùi hương thơm của nó là cực kỳ lâu. Ví dụ như những cái loại tinh dầu trên thị trường á, là người ta nhỏ 3-4 giọt thì nó chỉ thơm trong vòng 1 tiếng, thì cái loại tinh dầu quế mà từ vỏ quế này á thì nó sẽ thơm được khoảng 2-3 tiếng luôn đó mọi người, thơm lâu lắm. Đó, những chị em nào mà bị chướng hơi này, đầy bụng này, hoặc nhà mình có con nhỏ mà hay bị vấn đề về tiêu hóa ở hơi á, mọi người nhỏ vào trong chỗ rèm rồi cũng rèm cửa rồi trong phòng á, thì khi mà bé hít cái không khí vào á thì nó giúp cho hệ tiêu hóa rất là tốt, đẩy được những cái khí hơi ở hơi ra ngoài này. Và nó giải quyết được cái mùi ẩm mốc cực kỳ đỉnh luôn, đó là tinh dầu quế. Tiếp theo là cái tinh dầu cam ngọt sẽ giúp cho mọi người thư giãn cực kỳ, giống như là hương thơm ở spa, người ta hay sử dụng cam ngọt để giúp cho cái tinh thần của mình nó phấn chấn hơn, nó tươi tỉnh hơn. Đó. Mùi thơm của cam ngọt thì dịu nhẹ. Đây, và này là nữ hoàng của các loại tinh dầu, đó chính là tinh dầu xả chanh, đuổi mũi nè, và cũng là giúp cho cái hương thơm ở nhà tươi mát, mọi thứ rất là ok luôn. Tinh dầu xả chanh thì cái mùi của nó rất là đậm mùi, khi mà mới ngửi vào thì mọi người sẽ thấy ngửi ngay được mùi tinh dầu luôn, chứ không có phải như quế với cam thì mọi người phải ngửi kỹ nha là mọi người mới thấy cái mùi tinh dầu, tại vì mình dùng theo cái phương pháp là chiết xuất từ hơi nước á. Nhiều người sẽ thắc mắc là tinh dầu xả chanh nhất là tinh dầu xả pha với tinh dầu chanh, nhưng không phải đâu nha mọi người, nó là từ một loại cây xả chanh. Đây là ba loại tinh dầu, thì giá của ba loại đều là 101.000 một lọ và dùng cực kỳ lâu luôn. Ở nhà có thể là pha trực tiếp với bông gòn nè, nhỏ trực tiếp vào cái bông gòn, mọi người bỏ vào trong cái tủ sấy áo quần á là sẽ có là nước xả vải tự nhiên, pha với lại nước lau sàn thì mọi người sẽ có là một cái loại hương thơm tự nhiên ở trong gia đình, vừa giúp để đuổi mũi hơi cực kỳ đỉnh luôn. Rồi xong là cả nhà mình có thể sử dụng đèn xông tinh dầu, máy phích tán tinh dầu á, để giúp cho được ở một cái diện tích nó rộng hơn. Như shop là shop thường dùng tinh dầu nhỏ trực tiếp vào trong cái rèm cửa ở trong phòng á, hoặc là ở nhà mình luôn, thì nó sẽ có mùi thơm rất là thơm, thoang thoảng dễ chịu.